Thân ái xin chào tất cả các anh em, xin chào cả nhà. Hôm nay Quý vị Sài Gòn Audio giới thiệu đến với các anh em những sản phẩm đến từ đất nước Mỹ, đến từ đất nước cờ hoa. Và những sản phẩm này thì cũng là những sản phẩm thương hiệu nổi tiếng trong giới audio, đó là những thương hiệu JBL và Fisher. Đầu tiên mình giới thiệu đến các bạn chi tiết đôi loa JBL. JBL dòng SVA thì nó có bốn chủng loại, là cái model bốn chủng model model ngàn rưỡi, model ngàn rưỡi thì chẳng hạn mình vẫn có, mình vẫn có đó các bạn, và ngàn sáu rồi ngàn tám, con ngàn tám mình đang giới thiệu với các bạn, và con 2001 này, con này còn 2001, tất cả đều như nhau. Vâng, con ngàn rưỡi đây các bạn, mình đang để thế này rồi, đây đây là con ngàn rưỡi này, nó nhỏ. Vâng, và đều có cấu tạo giống như nhau, là hai loa bắt và một loa kèn. Hôm nay mình giới thiệu đến với các bạn đôi loa XVA 1800 JBL. Đôi này có chiều cao là 102 cm, cũng tương đối là cao. Cái đôi lớn nhất của nó là có chiều cao 1m17 này, là đôi này. Đấy. Và đôi mình đang giới thiệu với các bạn chiều cao 102. Chiều rộng là 32 và chiều sâu là 39. Đôi này trọng lượng nó cũng tương đối là nặng 33 kg. Còn chiếc này thì 43 kg. Đôi này 43 kg một thùng, đôi này 33 kg một thùng này. Hai bắt 20 màng giấy viền mốt nha. Vâng. Và đặc biệt những đôi loa này cũng rất to. Các bạn xem bắt trên rồi bắt dưới, các bạn nào có nhu cầu thì mình gửi trực tiếp qua Zalo, kể cả những cụ loa. Cái kèn nó rất to, cái họng kèn gần như hết cái loa luôn đấy, hết chiều ngang của cái loa ba chiều ngang của cái loa là 32. Vâng, đôi loa đẹp không vết trừ, không điểm trừ, đôi loa đẹp như vậy. Các bạn xem tiếp chiếc loa phía bên phải màn hình của các bạn, đây là những cái căn của nó là căn nhựa. Thường thường mình hay đóng đi ra phía phương Bắc á, thì mình đóng riêng e-can riêng ra như thế này. Mình đóng riêng một thùng và hai cái thùng này mình đóng riêng các bạn nha. Vâng, chiếc loa phía bên này các bạn xem này, đây nó có điểm nhấn là hai bên này có hai cái miếng, miếng này miếng thép nhưng mà họ giả gỗ, vân gỗ cũng cực kỳ đẹp. Đôi này thì mình không cần giới thiệu nhiều, mình giới thiệu với bạn như vậy thôi, tại vì mình bán cái dòng này rất nhiều, JBL SVA này bán rất nhiều. Đây, những cái điểm móc của nó dơ này, đây mình chà chà nó thấy không, đây mình chưa kịp vệ sinh, cứ vậy là mình bán thôi. Nói chung là hàng đẹp, hàng zin. Vâng, và hôm nay mình ghép với một con Fisher cũng đến của hàng của Mỹ luôn, hàng sản xuất từ Mỹ, Fisher 250T này. Đây các bạn, vỏ gỗ này là vỏ gỗ gia công làm tại Sài Gòn. Mình mở sẵn con Fisher ra rồi để các bạn xem, mở luôn ra nội thất bên trong nó ra làm sao, nó như thế nào. Thì con Fisher 250T này thì cũng rất kỳ là tuyệt vời, nó còn còn khá là đẹp đây các bạn, đây, khá là đẹp mặt trước của nó này, có con này có cái lỗi là cái nút này bị cứng nha, một một nút hai nút này bị cứng nha. Mình nói luôn các bạn thì mình trừ ra. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến chất âm, không, cái nút là nút dò đài, nhưng mình dò cái này thay vì dò cái đó, mình dò cái này này, nguyên lời nào giờ cũng dò cái này thôi nha, dò cái bộ tông này. Vâng, còn bây giờ mình xem tiếp ở trong này, xem tiếp ở trong mặt máy phía trong nội thất. Con này chạy bốn thò nhôm Motorola chân vàng đấy, các bạn thấy chân vàng không, thì mới đúng là con 250T nha. Con này thì đánh các dòng là loa AR, AR2, AR3 đánh bò rồi, rất tuyệt vời. Vâng, bây giờ các bạn nhìn xem từ phía bên bên hông nó nhìn qua. Phía sau nhìn tới này. Con này còn khá đẹp ha. Con này còn khá là đẹp. Fisher mà sò thang thì nó đánh được nhiều loa lắm. Sò thang mà sò Motorola chân vàng nè các bạn ạ. Và bây giờ các bạn hãy xem cái dưới dưới nắp đáy của nó đi. Mình mở sẵn ra đây rồi.
mình ngắm sơ qua tí ha. Rồi đây các bạn, mình mở sẵn rồi, xem từ phía sau nè, rồi xem phía này nè, đây là phía dưới cái máy nè. Hình như nó phải, nó là cái con lì đẹp đấy các bạn. Nói cái đi chợ mấy cái chiếc áp này còn mới toanh này. Đấy rồi vâng. Hai cái tủ có nhiều con, cái tủ này nè các bạn này, tủ này có con là màu hồng, có con là màu đen nha, có con màu trắng nha. Đây cái gì đó là chứ không phải là con nào nó cũng giống như con nào đâu. Mình bán cái con này rất nhiều rồi mình biết rồi. Ok bây giờ mình cho nó vào để mình test lại âm thanh các bạn nha, các bạn chờ mình trong giây lát này. Vâng, sau khi các bạn xem đã nội thất được của con Fisher 250T và đến bây giờ thì Quý Nguyễn sẽ ghép vào rồi, và xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được chất âm của bộ đôi này nha. Xin mời các bạn. Loa JBL XVA 1800 giá ra đây của nó là 20 triệu đồng và chiếc âm ly là 14 triệu đồng. Thank you.
các bạn đã quan tâm theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm và test âm thanh của Quý Nguyễn Sài Gòn Audio. Xin hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.